Giá vàng hôm nay 13 tháng 8 giảm quá đà, vàng tăng nhanh trở lại. Giá vàng hôm nay 13 tháng 8 trên thị trường thế giới tăng khá mạnh trở lại sau cú lao dốc không phanh trong phiên liền trước. Giới đầu tư bắt đáy, đánh cược vào một con sóng tăng giá mạnh thứ hai của mặt hàng kim loại quý. Giá vàng trong nước. Tới 14 giờ 50 phút ngày 13 tháng 8, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Dori niêm yết ở mức 53,680 triệu đồng trên lượng mua vào và 55,180 triệu đồng trên lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 52,750 triệu đồng trên lượng mua vào và 55,560 triệu đồng trên lượng bán ra. Tính tới 8 giờ 30 phút sáng 13 tháng 8, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Dori niêm yết ở mức 53,50 triệu đồng trên lượng mua vào và 55,90 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và không đổi ở chiều bán ra so với cuối phiên liền trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 52,90 triệu đồng trên lượng mua vào và 56,24 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 310.000 đồng chiều mua vào nhưng giảm 160.000 đồng chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch 12/8. Giá vàng thế giới. Tới 8 giờ 30 phút sáng 13 tháng 8 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.939 USD trên ounce, tương đương 54,9 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế phí. Vàng giao tháng 12 năm 2020 trên sàn COMEX New York đứng ở mức 1.950 USD trên ounce. Đêm 12 tháng 8 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.940 USD trên ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX New York ở mức 1.946 USD trên ounce. Giá vàng hiện cao hơn khoảng 27,5%, 419 USD trên ounce so với đầu năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 55,0 triệu đồng trên lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 1 triệu đồng trên lượng so với trong nước. Vàng thế giới tăng giá khá mạnh trở lại sau cú lao dốc không phanh trong phiên liền trước. Giới đầu tư bắt đáy, đánh cược vào một con sóng tăng giá mạnh thứ hai của mặt hàng kim loại quý này. Trên Bloomberg, theo đánh giá của ngân hàng Sasabank Argentina, giá giảm giá vàng trong phiên vừa qua là quá đà. Theo đó, sự điều chỉnh không phải là tín hiệu kết thúc xu hướng tăng giá của mặt hàng kim loại này. Đại diện của Dovre Life Capital LV kỳ vọng vàng sẽ lên các mức cao hơn. Trong phiên giao ngày thứ ba, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm tới 5,7%, mức giảm mạnh nhất trong vòng 7 năm và xuống tới ngưỡng 1.860 USD trên ounce. Tuy nhiên, giá kim loại này đã và đang hồi phục nhanh chóng. Tính từ đầu năm tới nay, vàng vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 27%. Vàng vẫn nhận được nhiều dự báo tăng giá từ hàng loạt tổ chức tài chính uy tín trên thế giới. Bank of America Corp dự báo vàng sẽ lên ngưỡng 3.000 USD trên ounce, 85 triệu đồng trên lượng. Theo các chuyên gia, kỳ vọng vào sự hồi phục nhanh theo hình chữ V của các nền kinh tế trên thế giới sau đại dịch Covid là khá xa vời. Nhiều yếu tố vẫn hỗ trợ cho triển vọng của vàng. Tuy nhiên, về ngắn hạn, vàng có thể vẫn chịu áp lực củng cố lại. Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 12 tháng 8, đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9.999 khoảng 50 đến 90.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Kết thúc phiên giao dịch 12/8, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 53,30 triệu đồng trên lượng mua vào và 55,90 triệu đồng trên lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức 52,56 triệu đồng trên lượng mua vào và 56,40 triệu đồng trên lượng bán ra,